Hôm nay giới thiệu cả nhà sản phẩm mới, thương hiệu mới đến từ Nhật Bản, Matsuma. Đóng gói rất là đẹp, chắc chắn được đóng trong môi trường chân không. Đó là cao su càng, các loại cao su càng. Sản phẩm này là mô bin đánh lửa. Cái mã này dùng cho xe Nissan. Đây là hệ thống thanh răng cân bằng của Toyota Vios đời 24 à, được đóng gói rất là đẹp. Đây là dơ tuyến lái trong, rắc en dơ tuyến lái trong. Tất cả sản phẩm của Matsuma được đóng gói bọc rất là đẹp. Đây là dơ tuyến lái ngoài. Về mặt hình thức thì chúng ta nhận thấy là sản phẩm này được đóng gói và mẫu mã rất là tỉ mỉ về hình thức bên ngoài. Đây cũng là dơ tuyến lái ngoài. Là bây giờ mỗi thứ ta sẽ để một mẫu ở trên bàn này. Chúng ta sẽ xem chất lượng, vạch ra xem chất lượng. Và thêm nữa, đây là cụm tăng dây quang tổng best. Sản phẩm này được dùng cho Toyota tăng tổng. Bao bì rất là đẹp, chắc chắn, chỉnh chu, toàn bộ đều chỉnh chu. Bên trong còn giấy đóng gói bằng giấy dầu chống han rỉ. Cái nào cũng có giấy dầu hết, chống han rỉ. Trước tiên thì cũng muốn giải thích với cả nhà là tay người là luôn luôn có mồ hôi, nên là các bác thường thường sẽ yêu cầu chụp ảnh sản phẩm ấy thì nó rất là khách quan, tại vì khi chụp ảnh sản phẩm là phải dọc những cái túi hàng ra. Những túi hàng này ra thì trước khi đóng hàng, người ta được hút ẩm rồi, xong rồi người ta bọc giấy dầu đây, nên là rất là tối kỵ trong ngành lĩnh vực ô tô, là không ai mong muốn là đi chụp ảnh khi các bác yêu cầu. Cái tay có rất là nhiều mồ hôi, người mồ hôi có muối, động vào sản phẩm sẽ bị han rỉ nếu không bán được ngay. Đấy là cái không ai mong muốn. Trước khi bóc sản phẩm, chúng ta phải đeo găng tay. Đeo găng tay. Rồi, chúng ta đeo găng tay vào. Rồi, chờ chút để đi lên dao. Có cái lưới dao anh ơi, lưới dao chuyên cân này. Bây giờ chúng ta sẽ xem từ cái dưa tuyên. Thực chất ra là nó có cái điểm xé rồi, nhưng thôi ta cứ lấy ra, ta rạch ra cho đẹp. Rạch mặt sau. Rạch mặt sau cho đẹp. Ôi, cái bao bì này gọn dài ấy. Cái bao bì này nó sản xuất là nó cũng dài quá. Đây, em ở đây. Rồi, cao su. Cao su rất là rõ mã số. Đấy, nhìn rất là chắc chắn. Không có ba vía, nhìn rất là đẹp, trọng lượng khá nặng. Có giấy dầu, giấy thấm dầu. Đóng gói
cao su thân càng A của Camji, đời 2006 đến 2011 và có thể dùng chung được nhiều xe nữa. Rồi chúng ta tạm thời để đây. Ôi, của cao su to quá. Cái này dùng cho Innova, cao su càng Innova. Rồi chúng ta bóc hàng. Cái giấy đóng gói này nó rất là dày nên là cắt ra vất vả quá. Rồi cũng có luôn cao su càng Nga to, không biết quả này quả trong hay ngoài hay trên hay dưới của Toyota Innova Fortuner đời từ 2006 đến 2015. Bề mặt thép cũng rất là đẹp, đường nét gọn gàng, sắc nét. Đó. Rồi, chúng ta có thêm cục cao su nữa. Khả năng cao su chúng ta xem thế thôi, tại vì là nó giống nhau hết. Đây chúng ta sẽ xem đến dơ tuyên. Đây là dơ pin lái ngoài. Rất là cẩn thận, có chốt trẻ, cũng được đóng gói ngăn nắp luôn, chốt trẻ đó. Quả dơ pin, mã số rõ ràng, rồi trên bức gen này, đây chúng ta sẽ tháo gen ra. Eco. Rồi bước gen, các bạn đánh giá không? Rất là mịn luôn, gen rất là mịn. Xoay tròn rồi mọi người nhìn, mở quá. Rất là mịn luôn, thân cao su chắc chắn, dày, rất là dày, dày nhưng lại mềm, rất mềm luôn. Đàn hồi nên xuống không bị tịt tịt hẳn xuống, đó, có sự đàn hồi này. Xem nào. Khó cựa quá. Đây rồi, cựa rồi. Cái này xúc rất là mút luôn. Được nhà máy giới thiệu bên trong này là sử dụng ngoại mỡ công nghệ cao, chịu nhiệt tốt ở nhiều môi trường. Cái mỡ này sau này mình sẽ xin công ty về mình review cho các bạn sau nhé. Còn đế, đây đế dơ pin này cũng sắc nét, và bên trong gen tiện cũng rất là mịn luôn, rất là chỉnh chu, một sản phẩm rất là chỉnh chu. Chúng ta có thêm dơ pin đây. Chúng ta thêm dơ pin lái trong đi. Đây rồi, pin này trong. Cái này hôm trước là bên mình bóc ra kiểm tra thử, đây rồi, mỡ rồi. Mỡ này hình như là mỡ L3 hay L4 gì đó, chịu nhiệt, có độ khi hoạt động ở nhiệt độ cao hay là di chuyển nhiều sinh ra nhiệt thì nó, cái mỡ này nó sẽ chảy ra, nó làm bôi trơn cái quả táo ở bên trong là sau dây tuyên này. Đây mỡ trắng như mỡ chặn luôn. Quả dơ tuyên đây. Sắc nét. Rồi đây, bước gen này không hề thô ráp, rất đẹp, vặn rất trơn luôn. Giấy thấm dầu, một nhà máy, một thương hiệu làm sản phẩm rất là tốt. Bây giờ chúng ta thêm cục tăng tổng nha. Tăng tổng dùng cho xe Camji động cơ 2AZ. Thương hiệu dập rõ ràng, rất là chắc chắn. Đầu tăng
cây tăng ốc mịn màng không hề thô ráp, mà khuôn đúc sạch sẽ, sạch sẽ. Cái này thì thường thường có một loại có lò xo và một loại cần đẩy thủy lực. Thì cái cụm tăng tổng này thì hiện tại bây giờ Maxxuma đang làm bằng hệ thống cần đẩy thủy lực, cần đẩy thủy lực không hề lò xo đẩy. Đó. Một thương hiệu mới, một thương hiệu sản phẩm mới vào thị trường Việt Nam. Toàn bộ sản phẩm đều được bảo hành 50.000 cây số hoặc 6 tháng theo điều kiện nào đến trước. Tất cả sản phẩm thì đều do kỹ sư của Nhật, nguyên liệu của Nhật và được hiện tại bây giờ các nhà máy thì có nhà máy tại Nga và nhà máy tại Trung Quốc và được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Cam kết sản phẩm nguyên liệu chất lượng từ Nhật 100% và được bảo hành đến 50.000 cây số tại Việt Nam. Bây giờ chưa có đơn vị phụ tùng ô tô nào, linh kiện nào có thể bảo hành sản phẩm lên 50.000 cây số hoặc điều kiện 6 tháng tùy theo điều kiện nào đến trước. Lỗi đổi không cần lý do, chất lượng là như vậy, khẳng định luôn. Và có rất nhiều dòng xe. Cảm ơn các bạn xem video.